Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và mấy phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái hai cái đề toán của cái năm học này, năm 2023, và đã up ở trên kênh cho các em rồi. Các em muốn lấy file đề thì cứ lên trên nhóm toán 6 để lấy nha, hay là trên kênh TikTok của thầy. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho các em một cái đề khoa học tự nhiên của bộ cánh diều các em nha. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ quay cái đề cho các em và các em nhớ làm trước giùm thầy. Ở đây tỷ lệ là 46 em nha. Em thử làm xem thử nó đúng hay sai rồi mình đối chiếu kết quả với thầy, chứ đừng có xem thầy giải trước. Chúng ta thể bấm dừng video lại để chúng ta đọc và chúng ta làm cái đề đó, như vậy mình tiến bộ được em nha. Tại vì chương trình lớp 6 thì nói chung nó cũng khá là đơn giản, chưa có gì gọi là khó cả. Mở đầu mà. Lên lớp 7 cũng chưa gọi là khó. Lên lớp 8 bắt đầu gọi là khó em. Nhưng mà nó lại các kiến thức nó lại rơi vào trong chương trình lớp 6 và lớp 7 rất là nhiều, gọi là kiến thức cơ bản đấy. Nên chúng ta cần phải học ở chương trình lớp 6 và lớp 7 thật là chắc. Hiểu không? Bốn điểm thì có 16 câu này, thấy chưa? Cứ mỗi câu như vậy là đạt 0,25 điểm. Tự luận 4 câu em nè, tự luận 4 câu. Rồi. Thầy bây giờ thầy sẽ làm cho các em phần trắc nghiệm và tự luận nha, nghĩa là trong cái đề thầy sẽ giải trong vòng một clip thôi, được chưa? Lời ăn lỗ chịu, dài thì cũng đáng chịu thôi. Ta sẽ đi sang câu 1. Đâu không phải là lĩnh vực khoa học tự nhiên? Sinh học phải không? Phải. Vật lý phải không? Phải. Hóa học phải không? Phải. Chắc chắn là D này. D địa lý thì không thể nào. Câu này giống giống như cho điểm các em, 0,25 điểm hay. Đâu là đơn vị đo thời gian? Đơn vị thời gian. Đây là mét, mét thì đây là quãng đường này, giờ này, giờ là thời gian này, còn lít, lít là thể tích, kg là khối lượng. Thầy đọc là kg là đơn vị đo khối lượng này, lít là thể tích này, giờ là đo thời gian này, và mét là đo là quãng đường, độ dài á. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt? Dẫn điện tốt kia nhé. Kim loại, gốm, thủy tinh, cao su thì chắc chắn ở đây là sẽ là kim loại. Được nào? Cây trồng nào sau đây là cây lương thực? Cây lương thực ví dụ như là cây lúa, cây ngô, cây sắn mì rồi các em. Nhãn là cây ăn quả này. Đinh lăng, đinh lăng đây là một cái loại thuốc nam chứ nó cũng không phải là lương thực. Mía, mía là cây thực phẩm. Lúa gạo, đây chắc chắn là lúa gạo rồi. Ta sẽ đi sang câu số 5. Quá trình nào sau đây cần oxygen? Thì đó chính là quá trình gì? Đó chính là quá trình hô hấp. Hòa tan, hô hấp, quang hợp, nóng chảy. Cái quá trình quang hợp đó chính là quá trình mà khí oxy dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời nhờ chất diệp lục thì nó sẽ tiến hành quang hợp. Mà khi quang hợp thì nó sẽ tạo ra chất hữu cơ cộng với khí oxy, nghĩa là nhả ra khí oxy chứ không phải là cần oxy. Mà cần oxy đó chính là quá trình hô hấp. Ví dụ con người chúng ta phải có oxy thì chúng ta mới sống được. Nếu không có oxy là chúng ta chết à? Em hiểu chưa nào? Đấy, như vậy thì ở đây là quá trình hô hấp. Ta đi sang câu số 6 nha. Lứa tuổi từ 11 đến 15, nghĩa là đây là cái lứa tuổi chúng ta học trung học cơ sở này ha, là lứa tuổi có sự phát triển nhanh chóng và chiều cao. Chất quan trọng nhất trong sự phát triển xương là, đó chính là gì? Đó chính là canxi. Đó chính là calcium các em, calcium. Carbon, hydrate, protein, calcium và chất béo, nói chung tất cả các chất nó đều quan trọng nhất. Nhưng ở đây phát triển xương, về thành phần của xương thì chúng ta đã biết rồi, đó chính là canxi. Người ta cứ bảo uống sữa rồi này nọ để có nhiều canxi các em. Ta đi sang câu số 7. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các cơ thể sống. Đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các vật thể. Không thể nào vật thể được, không thể nào nguyên liệu vật liệu được, mà nó sẽ là cơ thể sống. Như vậy nên ta chọn câu A. Rồi ta sẽ đi sang câu số 8 em. Các tế bào phải quan sát bằng kính hiển vi là
để mà quan sát cái hành vi, nghĩa là nó phải là cực kỳ nhỏ bé. Chứ còn ví dụ như tế bào tiếp bưởi chẳng hạn đi, thì chúng ta cũng nhìn bằng mắt mắt thường được, đúng không? Tế bào vi khuẩn, lục lạc virus, có vẻ hợp lý này, đúng chưa? Tế bào trứng cá cái này lớn rồi, cái này gì lớn, như vậy đây là câu A này, virus không? Tế bào, các tế bào này rất là nhỏ bé, đây. Trời, chỗ thầy lạnh lắm nha, bị viêm mũi dị ứng rất là khổ. Em thấy thầy dạy nhiều mà thầy nói nó khang hết tiếng em, nên thầy rất là hay bị đau họng nha, rất hay bị đau họng. Ta sẽ đi sang câu số 9. Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống? Đơn vị cơ bản, chúng ta hình dung là ví dụ cơ thể con người chúng ta đi, tất cả các bộ phận trên cơ thể người chúng ta đều là tế bào. Khi mà cơ thể chúng ta sống, nghĩa là tế bào đang sống. Khi cơ thể chúng ta chết, nghĩa là tế bào chúng ta đã chết rồi, không hoạt động nữa. Ta hình dung thế, tế bào là gọi là cực kỳ quan trọng. Vì tế bào có khả năng sinh sản nhỏ bé. Đây, vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào, và một tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, đúng chưa? Nó không xảy ra trao đổi chất rồi các kiểu ha. Câu D này. Đây sang câu số 10 em. Các loại mô cấu tạo nên lá cây, hình vẽ ha. Hãy cho biết lá cây không được cấu tạo từ loại mô nào dưới đây. Đó nè. Như vậy thì mô cơ bản, mô xương, mô dẫn, mô bì bì. Như vậy thì trong quá trình học ở trong sách giáo khoa thì nó không không được nhé, không được cấu tạo từ mô nào các em, đó chính là mô xương. Chứ còn ba mô, mô cơ bản, mô dẫn, mô bì bì đều có nha. Được chưa? Ta sẽ đi sang câu 11. Trình tự sắp xếp các tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là, từ nhỏ đến lớn em nè. Tế bào, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể mô. Đúng em. Mô, tế bào, hệ cơ quan, cơ thể. Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Nó mà xuất phát từ cơ thể trước với mô trước là không không thể đúng đâu. Nó chỉ có đáp án A và C thôi, có thể A và C thôi. Thì bây giờ người ta xét này, đây là tế bào, rồi tới cơ quan là sai rồi. Tế bào phải tới mô này, mình tới cơ quan hay cơ quan. Như vậy thì ở đây người ta đáp án chính xác là người ta câu C này. Được chưa? Ta sẽ đi sang ở câu 12. Dựa vào sơ đồ mối quan hệ ở cơ quan, cơ thể thực vật, hình vẽ cho biết ở cơ quan cấu tạo nên cây đậu Hà Lan. Hệ thân, hệ tròi và hệ rễ, đúng nghe. Hệ thân, hệ hệ tròi, hệ rễ. Câu B, hệ tròi và hệ rễ. Chúng ta trong quá trình học thì nó chỉ có hai hệ thôi, hệ tròi và hệ rễ. Đây, cái hệ rễ là nằm từ cái đoạn này này xuống, đây là hệ rễ, nghĩa là nó thuộc phần rễ ở đây thôi. Còn hệ tròi là nó từ thân rồi lá ngọn rồi đó, cách là gọi, người ta gọi là hệ tròi. Như vậy nó là đáp án B này, gồm hai hệ thôi em nhé, hệ tròi và hệ rễ. Rồi xong, tiếp tục. Ta sẽ đi sang là câu 13 các em. Miền Bắc nước ta gọi là quả roi, quả roi nghĩa là quả mận các em. Miền Nam gọi là quả mận. Thầy thì hồi giờ nhỏ giờ gọi là quả mận em. Khi mà thầy đi công tác lên trên đây, thì sống với người Thái Bình, người Bắc, thì người ta gọi là quả roi, thì thầy biết đó là quả mọng. Dựa vào đâu để khẳng định hai cách gọi này cùng gọi chung một một loài? Tên phổ thông, tên địa phương, tên dân gian và tên khoa học. Nhưng mà chắc chắn ta phải dựa vào tên khoa học nha, phải có tên khoa học của nó, Bacillus cái gì gì đấy, cái tên của nó. Ba loại hình điển hình của vi khuẩn là hình cầu, hình khối, hình ve. Chính xác đúng không? Còn có nguyên là của thằng vi khuẩn đây này. À, đọc vô tròn luôn. À, câu 15. Đặc điểm cơ bản nào dưới đây là cơ sở để xếp vi khuẩn vào giới khởi sinh? Nghe không? Khởi sinh nghe không? Kích thước cơ thể nhỏ bé, cơ thể đơn bào nhân sơ, sống ký sinh trong tế bào chủ, môi trường sống đa dạng. Đó chính là câu C này.
Để xếp nó vào thì nó phải là sóng gì? Sóng ký sinh. Trong các bệnh sau đây, bệnh nào do virus gây gây nên? Bệnh dại, kiết lỵ, vàng da, bệnh tả, thì chắc chắn ở đây nó sẽ là bệnh gì? Đây là virus. Virus thì nó chính là bệnh gì em? Đó chính là bệnh dại em nha. Bệnh dại. Do virus dại gây nên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tự luận em. Tự luận. Như vậy thì ở đây phần tự luận có 6 điểm, gồm có 4 câu. Câu 17 này, trong phòng thực hành có thiết bị như trong hình sau. Rồi, như tên thiết bị này. Đây chính là thước thẳng này. Đây chính là thước thẳng. Cái thước thẳng ở đây thì ai cũng biết rồi đúng không? Nếu dùng thiết bị này để đo chiều cao cửa lớp học có phù hợp hay không? Thì chắc chắn là không phù hợp. Tại vì cái giới hạn đo của thước nó rất là nhỏ. Tại vì chiều cao của cái cửa phòng học nó phải là 2 mét. Mà ở đây cái chiều dài giới hạn đo ở đây chỉ có 10 cm thôi. Thì chắc chắn là không phù hợp rồi. Khi dùng thiết bị này làm thí nghiệm đo chiều dài quyển sách giáo khoa, còn tự nhiên 6 bạn Lan đặt ngang một đầu thiết bị này với một đầu quyển sách. Theo em bạn Lan làm như vậy đúng hay sai? Thế là không đúng rồi. Phải đặt cái mép của nó phải trùng với cái vạch không này. Nó cái một đầu của vật nó phải trùng vạch không này. Sau đó ta nhìn đầu còn lại để là đo bao nhiêu cm. Hiểu chưa nào? Chứng tỏ làm như vậy không đúng. Đây, thầy cũng trả lời luôn. Đấy, ok, câu 17 á. Đáng lẽ thầy sẽ ghi, nhưng mà đối môn toán ấy, thì thầy giải chi tiết thì thầy sẽ làm ra. Còn đối với những anh này thì thầy sẽ giải thích rồi đưa cái đáp án luôn để em bấm dừng video lại để em chép nha. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Ta sẽ đi sang câu 18 nha. Câu 18 nha. Ta đã làm chưa nè. Đun nóng nước muối trong một xoong nhỏ đại vung. Khi nước sôi nhanh, sôi nhanh chóng mở vung ra, em sẽ thấy nhiều giọt nước trên nắp vung. Nước đọng trên nắp vung là hiện tượng gì? Đây chính là hiện tượng gì? Ngưng tụ. Ngưng tụ. Đó, ngưng tụ giống như xương nó ngưng tụ ở trên chiếc lá đấy. Ngưng tụ. Em hãy nếm xem những giọt nước đó có vị gì? Chắc chắn là có vị mặn. Từ đó cho biết chất nào trong nước muối đã bay hơi. Có vị mặn, khi do muối sôi thì chỉ có nước bay hơi. Muối nó có bay hơi không? Muối không bay hơi. Nhưng mà cái nước khi chúng ta nếm có vị mặn không nhỉ? Chắc là không có vị mặn em nhé. Không có vị mặn. Không có vị mặn. Tại vì muối nó nằm ở phía dưới, nó không bay hơi. Chỉ có nước bay hơi thôi. Hiểu chưa? Rồi. Câu 18 nha. Được chưa? Ok. Thầy làm như vậy thì nó rất là tiện cho các em, cũng như là nó tiện cho thầy. Nó vừa gọi là rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu, và nó cũng tiết kiệm thời gian mà thầy ghi nữa em. Ghi thì mất thời gian mà chữ thầy này xấu. Quan sát một số cơ quan trong hình sau. Đây, gọi tên cơ quan tương ứng ở đây là gì? Đây chính là bộ não này. Đây là gì? Tim này. Đây là dạ dày này. Phổi này. Thận này. Và đây chính là gì? Đây chính là ruột. Ruột thì nó gồm có nhiều ruột non, ruột già, ruột thẳng, rồi tới hậu môn không. Cơ quan 2 thuộc cơ quan nào? Cơ quan số 2 này này. Cơ quan số 2 này thuộc là tuần hoàn. Tim là tuần hoàn. Ví dụ người ta hỏi não là thuộc cơ quan nào thì nó thuộc là thần kinh này. Đây là tiêu hóa này. Đây là hô hấp này. Đây là bài tiết này. Đây chính là tiêu hóa này. Thầy cũng đọc luôn để em biết. Trong các cơ quan nêu trên, hệ hô hấp của cơ hệ hô hấp là cơ quan nào? Thì hệ hô hấp đó chính là gì? Phổi này. Hô hấp. Hiểu chưa? Câu này thì dễ. Tại vì nó rơi vào cơ quan của con người mình mà. Thì gần như chúng ta phải nắm đúng không? ABC nghe. Được chưa? Ta sẽ đi sang vào câu 20 em. Cho hình ảnh cây ngô.
kể tên các cơ quan của cây ngô. Thì cây ngô là nếu chúng ta kể là từ dưới lên trên này, rễ này, rồi thân này, rồi lá này, đây rễ này, cái này là thân này, cái này là lá này, đúng không? Ở đây là hoa này. Đấy. Hoa thì nó bao gồm hoa đực và hoa cái, cũng như là đây là cái quả của nó là bắp ngô này là quả đấy, được chưa? Xác định hệ cơ quan của cây ngô. Hệ cơ quan thì chúng ta đã học rồi, nó gồm có hệ rễ, riêng cái này là gọi là hệ rễ này, hiểu không? Còn phía trên này người ta gọi là hệ gì? Hệ chồi. Như vậy đây người ta hỏi em là theo em có thể gọi hạt ngô là quả ngô không vì sao? Được không em? Được. Vì cái hạt ngô là quả của cây ngô, và hạt ngô nó cũng gồm các cái chất để mà nó có thể nảy mầm để tạo thành cây ngô mới, được chưa? Câu 20 nè. Rồi, được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở một cái đề nữa nha. Chúc em học tốt và thi tốt. Bye bye em. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy quan cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Họ làm đẹp em. Đấy, đẹp luôn.